Xin chào tất cả các bác nhé. Các bác ơi, hôm nay lại là ngày em sẽ lên clip giới thiệu cho tất cả mọi người một bộ dao có ba con, là con dao chặt gà, con dao thái và một con dao lọc. Thì bộ ba con này là bộ ba con kiểu dáng bản kiểu dáng của nó là bản vuông truyền thống và được rất là nhiều bác nhiều khách hàng mua nhất ở bên em trong thời gian vừa qua đấy ạ. Đấy là cái kiểu dáng bản vuông hình chữ nhật. Trong toàn bộ này em giới thiệu cho tất cả các bác sẽ gồm có một con chặt gà, một con dao thái và một con dao lọc này. Thì thường thường ấy thì sẽ có một con dao chặt xương, nhưng mà các bác ạ, dao chặt xương thì nếu mà em thấy là mọi người hay mua chặt gà, dao thái và dao lọc, tại vì dao chặt xương to như là xương ống, xương bò, xương thủ thì là mọi người lúc mà mọi người mua thức ăn ấy thì mình đã nhờ các bác ở trong hàng quán mình chặt cho rồi. Thì em sẽ giới thiệu mọi người ba con này để mình có thể mua một combo ba con là đầy đủ chức năng để mình có thể sử dụng trong gia đình luôn nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên ạ, đầu tiên sẽ là một con dao chặt gà vịt. Dao chặt gà vịt ở đây, đâu em chưa nói cho mọi người. Ở đây thì em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người, đó là cán gỗ cầm chỉ, khâu inox và chốt inox của ba con này. Thì ba con này ạ, các bác ơi, ba con này thì toàn bộ sẽ là gỗ cầm chỉ đây. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người cái mẫu dao chặt gà nhá. Mẫu dao chặt gà này, này các bác này. Đây là mẫu dao chặt gà, mã của nó sẽ là G05. G05 này thì nó là không inox và chốt inox, các bác có thể nhìn thấy đâu. Còn đây là cán gỗ cầm chỉ của nó, cán gỗ cầm chỉ đây, cán gỗ cầm chỉ đây ạ. Đó, mẫu này là bản vuông truyền thống. Thì nó có sẽ có thông số kỹ thuật như sau nhé các bác nhé. Cái dài lưỡi này của nó sẽ rơi khoảng vào 22 cm. Và bản rộng này sẽ là bản rộng 8,5. Và nó sẽ có độ dày khoảng 3mm này thì các bác có thể chặt được cà vịt này, có thể chặt được sườn, và tiện tay mình có thể mình thái luôn thì vẫn được ạ. Thì ở đây sẽ thiết kế một cái lỗ ở đây để các bác có thể treo lên nhá. Mình dùng xong mình bảo quản, mình lau khô, mình bôi một ít dầu ăn lên đấy để mình bảo quản nó rồi mình treo lên, là con dao nó sẽ lúc nào nó cũng sáng bóng như này luôn nhá các bác nha. Đó ạ. Tất cả sản phẩm của bên em luôn luôn có chữ dập chìm HTX ra xem ở đây, có tem chống hàng giả ở đây này. Đó, thì các bác mua hàng mình kiểm tra thì có những cái như này sẽ là cả sản phẩm của hợp tác xã Gia Phúc Sen bên em. Thì các bác yên tâm về chất lượng. Thì trong clip thì em sẽ không chuyên sâu về chất lượng. Em sẽ, tại vì chất lượng thì các bác đã sử dụng và quan tâm đến dao bên em thì các bác biết cái chất liệu và cái chất lượng của nó rồi. Thì em sẽ quan tâm, em sẽ nói cho các bác nhiều hơn về cái chức năng cũng như là thông số kỹ thuật của nó để các bác mình có thể nắm được và chọn cho mình một cái con dao phù hợp nhất để mình sử dụng đúng với cái chức năng mình cần nhé các bác nhá. Đó, đây là mẫu dao chặt gà. Mẫu dao chặt gà đây, G05 đây. Đó. Tiếp theo ạ các bác ạ, tiếp theo sẽ là một cái mẫu dao thái. Dao thái này thì có mã là G03. G03 là cái bản dao thái vừa. Nó không quá to mà không quá bé thì vừa với tất cả các bác sử dụng trong gia đình. Thật ra lúc mà mình thái ấy, các bác, lúc mà mình thái ở đây thì mình luôn luôn cần một cái điểm tựa để mình thái. Nên ra là cái bản này nó không phải quá to quá đâu. Nhiều bác thì cứ sợ là cái bản này hơi to một chút thì sợ nó vướng. Nhưng mà thật ra thì không phải các bác ạ. Lúc mình thái thì mình vẫn cần một cái điểm tựa, nên là cái này, con này nó sẽ không có thông số như sau ạ các bác. Thông số dài lưỡi 22 và bản rộng là 7,5 cm. Nó rất là mỏng thôi, mỏng 1mm các bác ạ, rất mỏng cực kỳ luôn ạ. Đấy, đây là bản dao G03 dao trên thái. Thì cái này các bác có thể thái thịt, thái rau củ quả rất là ok. Và ở đây dao thái nó chỉ có một chốt thôi nhé các bác nhé, một chốt là nó đã chắc chắn rồi, nên là các bác yên tâm. Đấy, nó cũng được thiết kế một cái lỗ ở đây, một cái lỗ ở đây để mình dùng xong rồi mình treo. Đấy là bản G03 này. Đó, cán gỗ cầm chỉ này. Cán gỗ cầm chỉ là cái cán gỗ tự nhiên. Đấy, thì mỗi con nó sẽ lên một vấn khác nhau. Đấy, các bác có thể nhìn thấy được hai con này. Em đặt xuống này, các bác có thể nhìn thấy được này. Đấy, các bác nhìn thấy thì đã thấy là cái vân gỗ của nó khác nhau rồi. Đấy, nói chung là chất lượng nó vẫn như vậy thôi, nhưng mà cái vân gỗ nó lên ấy, thì nó khác nhau, tại vì nó là gỗ tự nhiên. Đâm ra là mình sẽ có những cái vân gỗ nó khác nhau.
nên sẽ không thể giống nhau được nhá các bác nhá. Đó. Tiếp theo ạ. Tiếp theo sẽ là một con dao lọc. Một con dao lọc này mã của nó là N05. N05 này thì con này là chuyên để phi lê lọc các bác ạ. Phi lê lọc thái vẫn được. Tuy nhiên là con này thái được với cái kích thước nó không quá to. Đấy. Con này thì sẽ có dài lưỡi 20 và bản rộng này của nó sẽ khoảng 5 cm, 4,5 đến 5 nhá. Và đây ạ, rất mỏng này các bác này, 1 mm để phi lê cá. Phi lê cá và lọc rất là tốt đấy, cái mũi của nó nhìn này các bác này. Rất là nhọn này. Đó thì các bác để các bác lọc rất là tốt luôn. Đó. Thái cũng được, lọc được, phi lê, đó, chuyên phi lê lọc thái. Đấy là ba con sản phẩm mà rất là bán chạy ở bên em đây. Đó, các bác có thể nhìn thấy được. Phi lê, một con phi lê rất đẹp. Đây ạ. Đó. Mã N05 nha các bác nhá. Rất mỏng thôi. Đó, đây là toàn bộ em giới thiệu các bác là ba con dao. Ba con dao thì đang được bán rất là chạy ở bên em. Đấy, thì các bác đang quan tâm đến mẫu nào thì các bác có thể gọi đến số 0987 240 733 để mình được tư vấn trực tiếp mẫu dao phù hợp với mình nhé các bác nhé. Hoặc là các bác có thể giá sản phẩm thì em sẽ để ở dưới mô tả cái phần link giá sản phẩm nhé. Giá sản phẩm nếu các bác quan tâm, nếu mà các bác quan tâm thì mình có thể kéo vào dưới cái phần mô tả đấy thì sẽ có link giá sản phẩm ở đấy ạ các bác ạ. Hoặc là các bác có thể để lại comment vào trên bài viết này, thì trên video này thì em sẽ gọi điện tư vấn tất cả các bác nhé. Các bác ơi, mình đang xem clip ấy, thì mình có thể cho em xin một nút đăng ký kênh để mà lúc mà em có nhiều video ra thì các bác quan tâm đến dao ấy thì mình sẽ nhận được cái thông báo để mình có thể vào mình xem được cái mẫu nào phù hợp thì mình có thể mình lấy về mình sử dụng nhé các bác nha. Dạ, các bác có thể nhìn lại toàn bộ một con dao chặt gà, một con dao thái và một con dao lọc là mẫu sản phẩm đang rất là hot, bán rất là chạy ở bên em đấy. Đó, thì các bác quan tâm thì các bác cứ liên hệ nhé. Hoặc là các bác có thể lên trang web của hợp tác xã Gia Phúc Sen, thì là htxgiaphucsen.com. Thì ở trên đấy sẽ có đầy đủ tất cả các mẫu dao và thông số và cũng như là giá cả ở trên đấy luôn nha các bác nha. Ok ạ, cảm ơn tất cả các bác đã xem clip. Thì mình quan tâm mình cứ để lại số điện thoại hoặc là gọi đến số 0987 240 733 nha các bác nha. Các bác cho em xin một nút đăng ký kênh để em có nhiều động lực để ra nhiều clip mới hơn nha. Rồi ạ, em sẽ dừng lại cái clip này tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.